Dạ vâng, chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Thông Tuyền. Thì hôm nay em chia sẻ với các bác một cái bánh carbon. Cái bánh này mang thương hiệu Rovan, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Mỹ các bác nhé. Cái dòng Rovan này thì các bác mà chơi cái dòng xe Benzoline thì không còn lạ gì những cái cặp bánh của Rovan rồi các bác nhé. Cái bánh này của em thì có bản cao 5 phân, toàn bộ phần thân này là carbon. Đấy. Bánh này thì sử dụng vỏ ruột rời các bác nhé. Đấy. Vỏ ruột rời hay còn gọi là xăm lốp. Đó. Và cái cặp bánh này thì sử dụng cối 11 đấy, dùng được cho Shimano và Esram các bác nhé. Đó, bác nào mà đang xài cái clip 10 thì cũng vẫn sử dụng được cho cái cặp bánh này đấy. Các bác cho thêm một miếng đệm ở đây nữa là sử dụng được clip 10 các bác nhé. Một cặp bánh Rovan. Dòng này thì mấy bác mà chơi Benzoline, chơi Edward ấy. Đấy, các bác mua những cái cặp bánh rồ vàng này, các bác bỏ vào đấy là nó hợp như cậu với mợ các bác nhé. Cặp bánh này của em ấy về hình thức ấy thì nói chung là theo em đánh giá thì nó đẹp không kém thì mới các bác nhé, không kém thì mới luôn. Đó, rồ vàng CL50 Jupiter, đùm đồng hồ cát các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái đùm của nó này. Đó, nó có cả cái chữ Rovan logo Rovan ở trên đùm luôn các bác nhé. Bánh này thì bảo hành trọn đời cho các bác là hàng xịn luôn. Đó. Đây. Đây là mã cốt này. Đó. Đó, các bác nhìn cái phần carbon của nó này. Đó, nó đẹp như mới luôn các bác. Cặp bánh này thì theo thông số của hãng thì là nó chịu được áp lực 130 PSI. Tương đương với 93 các bác nhé, vào khoảng 9 cân các bác. Đây cái phần má của nó đây các bác này. Bánh đẹp như mới luôn. Đây cái cối của nó này, các bác nhìn cái cối của nó. Đó, đây. Đẹp như mới luôn các bác nhé. Đấy. Sử dụng vỏ ruột ra. Cặp bánh này thì được anh em chơi xe lâu năm đánh giá rất cao ở cái cặp bánh này về cái sự cơ động đấy. Và nói chung là nó chạy rất là đa năng các bác nhé. Bánh cực kỳ mới luôn, bao cho các bác là đẹp, bao xịn đấy. Đây là cái tì bật của nó các bác nhé, tì zin luôn các bác nhé. Đó, tì zin luôn. Cái dòng bánh này thì cái thân của nó khá là mập, nó thiết kế như kiểu của Jeep ấy các bạn. Đây. Cái thân của nó khá là mập. Đấy. Nên là nó giữ được cái tốc độ nó rất là ổn định. Đấy. Nó lên rất nhanh và nó xuống thì nó rất là ổn định các bạn nhé. Đó, đây. Đó. Bác nào mà đang săn cái cặp Jeep 303 và đời 2015 ấy. Đấy. Các bác bỏ qua đi, chơi cái cặp này giá nó cũng xem Jeep 303, nhưng mà cặp này đời cao hơn rất là nhiều. Đó, và chất lượng thì nó cũng gọi là ngang tầm với Jeep các bác nhé. Đấy. Có nhiều bác chơi cái cặp này và đánh giá nó còn hơn cả Jeep 303 2015 luôn. Đó. Rồi ba, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Cụ nào đang chơi Benzoline, chơi Edward, bế cặp này về bỏ vào thì đúng là như cậu với mợ luôn. Bánh đẹp như mới luôn các bác nhé, bao mọi lỗi lầm cho các bác, cực đẹp luôn. Cái dây tìm của nó này. Quá đẹp. Để mà săn được những cái cặp bánh như này là rất là khó khăn các bác nhé. Có hàng mới thì em không nói, nhưng mà hàng lướt mà nó còn đẹp như thế này thì nó là cả một quá trình. Đấy. Thì rất là chịu khó, rất là mày mò mới săn được những cái cặp bánh này các bác. Đó. Cực đẹp luôn. Đấy, chân bàn, chân cầm. Đó.
thì bật. Rồi, cặp này thì trên 25 triệu các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.